lời này. Cái bây giờ dòng lời đặc biệt đầu tiên, 80.000 đồng một vé CD đã bước phục cho bà con cô bác mình với voucher nhận đường. Nếu quý vị may mắn sẽ là 2.500.000 đồng nha. Thôi bây giờ dòng lời khởi động thứ ba với mã số dòng lời 3049 và số may mắn 53. Dạ có 1. Dạ 49. Có 2. 32. Có 3. 13. Dạ hợp lệ. 4 con trên 1 ngang và còn 2 may mắn trúng thưởng đúng không ạ? À? Nếu không xin mời chị Phai. Chị gái quay ông phải và quay quà giùm em. Đó, đầu lượng bữa nay nói chuyện mà lẹo lửng thôi, lẹo lửng luôn. Rồi, gần đờ quý vị. Quà xấu mấy ạ, quà xấu mấy ạ. Chúc mừng chị gái với phần quà xấu mấy sẽ được gọi tên sau đây và số 3 quẹo phải nhận cúp giùm em. Rồi, bây giờ trong lần tiếp theo sẽ được bước cùng với bà con của bác nên số không quý vị coi xe đồng hành từ Sài Gòn đến thôi. Và quý vị thân mến, với mỗi voucher mà quý vị may mắn nhận được, quý vị có thể sử dụng lại bằng cách mua vé vào lần tiếp theo. Tụi em xin được thôi tiền lại cho quý vị, hoặc quý vị có thể quẹo qua bếp Bà Lộ, công ty trách nhiệm hữu hạn bếp Bà Lộ làm xưởng tươi ngon thơm bổ rẻ cho Nam Dương bán luôn quý vị nha. Dạ thưa quý vị, quẹo ủng hộ cái có 20 quý vị nè. Dạ, và ký có 200 ngoài thôi và để tủ lạnh để đông ăn 10.000 nửa tháng cũng còn quý vị nha. Rồi bây giờ ai chưa có vé không giơ tay lên em. Dạ ủng hộ liền tay tấm vé đặc biệt đầu tiên và 20 đồng rửa rửa hai cái té lòi hồng giờ hai dạ. Hết vé luôn. Dạ rồi, tối nay là đêm lô tô cùng khán giả sẽ có những cái phần trình diễn lô tô của các bạn khán giả đã đăng ký trước qua nhiều vũng lò. Hy vọng là quý vị cũng sẽ ủng hộ cho các bạn thí sinh đó là những khán giả yêu mến bộ môn văn hóa dân gian lô tô cũng giống như yêu mến Sài Gòn Thanh Thời đã đăng ký trước. Xong xong đó em muốn mời quý vị nếu có nhà ấy tại sân khấu quý vị cũng có thể tham gia luôn để nhận quà nha. Quà sẽ rất là thiết thực luôn, vô chơi và là từ bếp Bà Lộ, công ty trách nhiệm hữu hạn bếp Bà Lộ, một người kim một người đam duyên mà nhận ý. Quý vị hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ nha. Rồi phía đây và Thanh Quy còn ba giải cuối, ba giải cuối tay luôn ạ. Dạ trong màn hình ạ, trong màn hình ở bên dưới có ai mua mà. Dạ bắt xe xuống đây mua nè em nè. Dạ thế bây giờ không có đi ship được rồi quý vị ơi. Rồi thế bây giờ ai chưa có vé chị sang đi vé sang đây. Hết vé luôn, chị sang trắng tay rồi quý vị. Rồi phía đây, dạ ẩn ẩn đây nhé ơi, hai vé. Dạ người đẹp ẩn ẩn bên đây phải nói nhìn rất là sang quý vị nha, nhìn trẻ măng luôn, chừng 50 ngoài tuổi thôi. Đẹp à. Rồi đeo bộ ngọc trai sát giới luôn, ghét không. Dạ đeo là giả mà đồ đeo một lần phải combo luôn nguyên bộ nha. Thiệt đó hả? Chết cha, chỉ là một sự hiểu lầm. Đeo đồ thiệt y như đồ giả vậy má. Mà có chuyện đeo đồ thiệt chứ bằng đớp cái hỏi cái đồ giả đồ thiệt không đồ giả không đấy. Rồi, ngọc trai này chắc còn ngọc trai thiệt rồi đó. Là ngọc trai nhân tạo là giả đó má. Ngọc trai mà nhân tạo nữa. Con trai mà chân tạo là con đi đê đó má. Rồi cho bây giờ, kính thưa quý vị, ai mấy chân tay hướng mắt sau đó chuẩn bị dò xấu như mình ơi vô.
năm đoạt giải rồi, còn số quá may mắn trong vòng loại này á, cũng là chiếc vòng loại mới luôn nha. Và cái là 30.000 đồng. Dạ, con 50 là con số may mắn ạ. Rồi cho em hỏi là còn ai đặt giải với con số 50 nữa không ạ? Nhanh chóng tí lên sân khấu giúp em để có thể là dò dẻ cho quý vị nha. Rồi cho bé Ba Mượn nha. Rồi mã của anh chơi là 3921. Hợp lệ. 50 có 1. 38. 38 có 2. 26. 26 có 3. Số 5. Số 5 hợp lệ. Dạ cho em hỏi lại lần cuối là còn ai đặt giải nữa không ạ? Nhanh chóng tí lên sân khấu giúp em. Nếu không thì em sẽ trao quà cho anh trai. Thì mọi thắc mắc về sau chúng em sẽ không giải